vừa nhặt được cái vỏ ốc này. Con ốc này mà sao nó lạ thế nhỉ? Chẳng giống con ốc bình thường mình vẫn hay ăn gì cả. Nó lạ thế này, ăn được không nhỉ? Cô chắc là chẳng ăn được đâu. Cô không ăn được thôi, đã biết đi vậy, đi chơi vậy. Chị nhá, chăm chỉ nhá, đi chơi thôi, bây giờ có đứa dọn nhà cho mình rồi.